Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá sấu con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá sấu mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nha. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá sấu bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Săn luôn 2024 này. Săn dần đi. Săn dòng nữa. Săn dần đi, săn ngay 2024 đây này. Săn dòng đi, săn dòng. Dòng cũng là 24 đấy em. Đi qua mình con gái. Đấy là săn nha đầu ngốc. Tiểu nha đầu. Buồn cười quá. Ông hay nghĩ là bị tầm con trai. Nó chỉ là con trai. Là những đứa nhỏ tuổi hoặc là những đứa kiểu con trai mới ra đời trẻ con ấy. Thế này toàn trên quay trên tận là 25 cả liền này. Mày nói chung là kiểu như kiểu lái máy bay ấy. Em hiểu không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục sổ màu tím nha mọi người. Mình sẽ sổ màu tím nha. Bây giờ mình sổ màu tím nha mọi người. Ôi ôi, ông này không thắt được. Mẹ. Tạo sân hồ này nhì. Kéo như là cái chiên này chết người. Mọi người ơi, đây là hai màu đầu tiên của mình nha. Đây là hai màu của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là hai màu của mình. Tiếp theo là mình sẽ sổ màu đỏ nha. Sao không nhé, chị bình tĩnh luôn nhé. Chị là cái nè vào không? Cái em chạy đây, nhìn cái tính của chị cho mà nó sợ rồi. Cứng rắn quá mạnh bạo của em. Nên là bình tĩnh thôi. Che giấu một người thật mình lại lấy Săn cái... Hồng Hài Nhi nó phải như thế. Nó phải vào cái tính của chị. Chứ mấy con dịu dịu, mấy đứa dịu dịu đi săn thì đã không có cái chuyện đi săn. Em hiểu không? Bình tĩnh nhưng mà bình tĩnh thôi, đừng ghê quá. Đây là chị đàng hoàng, chị nói chuyện bình thường với chú bé như thế này thôi. Chị vừa gặp phải trai ấy, chị dịu hơn cả là ngọt nước. Nhưng cách thứ ba này. Đúng. Nhưng cách bình thường, em cách thứ hai là đây là tính thật của chị. Nhưng mà chị thô chị nói thật là chị không khắc phục được cái đấy. Con nào cũng thế thôi, gặp chị thô là hết bài. Gớm nữa, chị phải nói thật luôn. Cái hôm mà đi với bọn anh kia đây này. Tao giả vờ thôi. Tao giả vờ cho chúng mày biết tao vẫn là con gái thôi. Chứ không cái bọn đấy chỉnh gì. Không phải là chỉnh gì trên mâm mà là cái bọn đấy chỉnh gì mà biết chị như thế nào. Cái các anh ấy không được, không phải là bọn ấy. Các anh ấy. Ôi trời ơi. Ai cũng quen, bọn ấy mà nói như kia này. Chị nói hả? Gì? Các anh ấy không phải, không phải là bọn đấy. Chị thô mà, chị thô lắm. Nhưng mà chị nói cái kiểu chị không nghĩ ấy. Chị không có ý gì. Chỉ là chị hay kiểu nói chuyện như con trai thì thôi. Nghe nó không hợp. Hả? Kiểu mình thấy thích nhưng mà kiểu người ta nghe không hiểu. Chị đã sống đàng hoàng, không ai đàng hoàng bằng chị luôn ấy. Chả sao, chả thế thì sao. Tùy người. Cuộc sống này không nghĩa đấy hả? Anh cầu cốt kia này kia gì? Đúng. Im im như. Đúng. Cưng nín lại. Lúc đầu thì bà kia vào đây thì còn hay nói. Còn cũng hay nói
Ui giời thì cầm nín thế này thôi. Hạ cho nguyên xuống đây còn thoát nhiều. Vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Anh Quyên bảo là cái video này người ta có xem từ đầu đến cuối đâu đúng không? Em không biết nữa. Thế mày xem của chị mẹ cũng có xem từ đầu đến cuối đâu đúng không? Chị xem vào đầu nghe tên. Thế sợ gì nói ở đây mà bị biết. Bị biết thì em xin lỗi tất cả mọi người. Chẳng hạn là có biết thì em xin lỗi mọi người ạ. Có biết những gì em nói những nãy thì em xin lỗi. Còn video của em sắp xong rồi em không muốn xóa. Em không có ý gì đâu mọi người ạ. Chỉ là em thẳng tính có gì nói đấy thôi. Em nói không suy nghĩ mọi người đâm đảo. Tại mày ấy. Ê thầy bảo quý khách của cậu ấy. Mọi người ơi đây nha, vòng của mình đây, vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, để chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi đây là chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, để chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi đây là vòng của mình này, vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, để chia sẻ và đăng ký kênh nha. Sự bàn chân nên lang thang quá để cho sau này chẳng giữ được anh. Em đã rất mạnh mẽ để cố gắng quên anh rồi. Đố, ngày trước bọn đứa nào mà chơi với chị, đố chúng nó biết chị tính như thế này luôn. Chỉ có chúng mày quý lắm chị cũng biết chị như thế này thôi. Quý lắm mới được biết thế này đấy. Bọn lớp chị còn lâu mới biết chị như thế này nhá. Ở lớp đi chụp kiểu, thế mày biết chúng nó gọi